khởi tố chủ quán karaoke tổ chức cho khách sử dụng ma túy. Ngày 13 tháng 10, Công an huyện Tràng Bom, Đồng Nai cho biết đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng liên quan đến vụ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Luxury Hồng Phúc tại ấp An Chu, xã Bắc Sơn. Theo đó, nhóm đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Hà Lê Hồng Phúc, 40 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, chủ quán karaoke Luxury Hồng Phúc; Lê Văn Hải, 20 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Tràng Bom, là nhân viên quản lý của quán; Trần Văn Sáu, 29 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương; Trịnh Ngọc Vinh, 39 tuổi; Tô Lý Đạt, 31 tuổi; và Trần Văn Hoan, 30 tuổi, cùng ngụ huyện Tràng Bom để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an huyện Tràng Bom đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng liên quan gồm Nguyễn Đăng Tiến Lộc, 20 tuổi, ngụ huyện Tràng Bom; Phạm Thị My, 25 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước, đều là nhân viên quản lý của quán karaoke Luxury Hồng Phúc; Trần Thanh Danh, 20 tuổi, Trà Ngọc Bi, 17 tuổi, và Đinh Thanh Tùng, 17 tuổi, đều ngụ huyện Tràng Bom để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, rạng sáng mùng 2 tháng 10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Tràng Bom bất ngờ kiểm tra quán karaoke Luxury Hồng Phúc ở ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Tràng Bom. Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đăng Tiến Lộc đang cất giữ trong người 2 gói ma túy. Tiếp tục kiểm tra, Công an phát hiện bắt quả tang 4 đối tượng đang bay lắc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng số 202. Quả test nhanh 35 người, có 17 người dương tính với chất ma túy, trong đó có 2 quản lý và 6 nhân viên của quán. Làm việc với lực lượng chức năng, chủ quán karaoke Luxury Hồng Phúc khai nhận khi khách đến quán để hát, nếu có nhu cầu nhân viên phục vụ bay lắc, quán sẽ gọi các nhân viên đến cùng bay lắc với khách. Nếu khách cần mua ma túy sử dụng tại quán, nhân viên của quán sẽ kết nối, đưa ma túy đến bán trực tiếp cho khách hoặc thông qua nhân viên của quán. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.